không chỉ thú rừng đang bị đe dọa, mà chim trời cũng đang trùng số phận. Cả một cánh đồng màu trắng xen lẫn những con cò già là những con cò đang giãy giụa để cứu lấy mình. Những chiếc bẫy khá là đơn giản, nhưng mỗi ngày hàng trăm loại chim trời như cò, sếu, diệc đã phải bỏ mạng. Chim trời sau khi mắc bẫy được bày bán ngay tại chỗ cho các nhà hàng. Gần khu vực ngã ba Đồng Lộc, nhà hàng này được giới thiệu là nơi đầu mối thu mua chim trời với giá cao lớn nhất nhì Hà Tĩnh. Tại thời điểm phóng viên ghi hình, hàng trăm chim trời đang chờ giết thịt. Một nhân viên cho biết, nhà hàng chuyên cung cấp các loại bẫy nhựa cho các thợ săn rồi thu mua lại toàn bộ sản phẩm bẫy được. Mỗi mùa có thể thu mua hàng nghìn con chim rồi đi phân phối khắp các tỉnh. Một mùa là mấy nghìn con? Phân phát cho toàn bộ các mấy tỉnh ở trên này luôn ạ. Trong khi đang chờ đợi những giải pháp ngăn chặn việc đánh bắt mang tính tận diệt như hiện nay từ các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, thì những động vật này hàng ngày bị đe dọa bởi những chiếc bẫy đang trực chờ.